Một nơi có điểm sắm ngon mà không chịu lưu lại là hơi bị tiếc lắm á nha. Cho ai đang thèm món hoa thì không cần phải lặn lội qua quận 5 nữa, vì bây giờ quận 10 cũng đã có chỗ bán chuẩn gốc luôn rồi nè. Nhà hàng còn kết hợp cả cà phê nên là không gian cực kỳ rộng rãi, có cả khu vực ngoài trời nữa nên là đi gia đình rất là phù hợp luôn đó. Menu gì cả cuốn, số lượng món thì không đếm xuể luôn ý. Nói chung là đầy đủ như những nhà hàng khác, không thiếu một món nào, mà quan trọng là giá cả mình thấy cũng không mắc luôn. Hôm nay thèm điểm sắm nên là có món nào là kêu hết thôi à. Mà bất ngờ là tất cả các món ở đây, món nào món nấy đều phóng đại lên vậy, miếng nào cũng to cắn sướng miệng. Vỏ bột bên ngoài của điểm sắm dai dai và có mùi thơm. Phần nhân là thịt và tôm ngọt và giòn da sườn sọt. Nước tương có vị mặn ngọt vừa phải, sa tế khá là cay nên là bạn nào hoang cay được thì bỏ ít thôi nha. Mình thấy cái cả thịt cua này tròn tròn cũng cưng lắm nè, mà còn rõ vị cua nữa. Bánh cuốn tôm tươi thì được cắt sẵn từng ô vuông và mỗi ô đều là một con tôm to. Tàu hủ kia tôm chiên một phần ở đây gấp đôi những nơi khác luôn á. Vỏ tàu hủ kia giòn rụm và thơm mùi đặc trưng. Nhân tôm thì đầy đặn cả cuộn. Chân gà tàu xì thì nên nếm thấm vào thịt vừa ăn lắm, nhưng mà điểm trừ nhỏ là chưa có được mềm rụt xương cho lắm. Bù lại thì có bánh bao kim sa và bánh cuốn chiên xì dầu khá là ngon. Một phần thì có tận 10 cuốn to. Sốt xì dầu mặn ngọt thấm đều vào bánh ăn cực kỳ xuất sắc. Về đồ uống thì mình thấy chủ yếu là nước ép và sinh tố. Về phần nhìn thì không có gì đặc sắc, nhưng mà sinh tố dầu và taxi mùi rất là đáng để thử nha. Uống heo thì không có cảm giác bị ngọt đường nè. Cả bữa ăn cho 3 người no nê, tổng hết thảy có 800 cành, mà do tụi mình có check-in cộng thêm hôm rồi mà cũng đã có sẵn 2 cái voucher nữa nên là được gộp 5 cái lại cho bill trên 500 cành. Syria cuối cùng tổng thiệt hại chỉ có 650 cành thôi, quá lộn ép luôn. Ở Iris còn có phục vụ cơm phần cho dân văn phòng nữa nên là ai có làm việc gần đây thì có thể nốt lại nè. Mọi người cứ đến cổng Queen Plaza Kỳ Hòa là nhà hàng nằm ngay sát bên luôn á.